nằm cách thành phố Huế khoảng 8 cây số về phía đông nam, làng Thanh Thủy Chánh gắn với hình ảnh cây cầu ngói Thanh Toàn đã được nhiều du khách biết đến qua tour đồng quê trong các kỳ festival náo nhiệt. Thế nhưng vào những ngày không lễ hội, làng vẫn cuốn hút bởi vẻ đẹp bình dị mà đặc trưng của vùng thôn quê. Ngoài chiếc cầu ngói Thanh Toàn được xếp hạng di tích quốc gia, cách chợ không xa có một bảo tàng nhỏ để làm nơi trưng bày các nông ngư cụ của người dân cũng như những hiện vật kể lại quá trình hình thành ngôi làng. Nhà trưng bày nông cụ là một sản phẩm đặc trưng của du lịch Thanh Toàn, đã được du khách đánh giá là một điểm tham quan hấp dẫn với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Mỗi ngày bình quân có hơn 100 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm. Chính nhà nông cụ đã góp phần tô thêm vẻ đẹp trong quần thể di tích cầu ngói Thanh Toàn. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2015, tại làng Thanh Thủy Chánh đã diễn ra lễ khai trương và đưa vào hoạt động nhà nông cụ Thanh Toàn sau khi được nâng cấp. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo Thi vào bên trong để khám phá một điểm đến khá nổi tiếng này. Thì cũng xin được cung cấp một số thông tin về giá vé ở đây, đó là đối với khách lẻ thì sẽ là vé tham quan sẽ là 20.000, còn đối với những khách đoàn tour từ 10 người trở lên thì 10 vé sẽ được miễn phí một vé. Như vậy thì đây cũng là một giá vé khá mềm đối với một điểm du lịch hấp dẫn như vậy. Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thị Nữa, thiệp minh viên của hợp tác xã dịch vụ du lịch Thanh Toàn. Dạ, con chào chị Nữa ạ. Chị Nữa ơi, chị có thể cho con biết có nhìn tổng quan về nhà nông cụ Thanh Toàn như thế nào không ạ? Nhà trưng bày nông cụ được xây dựng vào năm 2004 và đưa vào hoạt động vào năm 2006 nhờ nguồn ngân sách của nhà nước, nhằm mục đích là bảo tồn lưu giữ là những cái giá trị của nông ngư cụ ngày xưa và vật dụng hàng ngày mà cha ông mình đã sử dụng. Và nhà nông sau khi một thời gian đưa vào sử dụng thì nhà trưng bày nông cụ cũng có phần bị xuống cấp, những vật dụng trong đây bên trong có phần hư hỏng, cho nên năm 2014 được nhờ sự giúp đỡ của dự án Alo và UNESCO quan tâm cho trợ kinh phí và tái thiết kế lại nhà trưng bày nông cụ theo 4 chủ đề, và những nội dung và hình ảnh bên trong là dựa trên cơ sở người dân quê tôi cung cấp. Và sau đây xin mời con đi vào tham quan cùng dì ạ. Bây giờ dì sẽ giới thiệu cho con sự hình thành lịch sử làng Thanh Toàn. Làng Thanh Toàn được hình thành trên 600 năm. Trải qua ba thăng trầm của lịch sử thì làng Thanh Toàn vẫn còn giữ được cái nét cổ kính của ngày xưa, đó là đền, đình, miếu và đặc biệt hơn hết là có chiếc cầu ngói Thanh Toàn bắc qua con hỏi của làng Thanh Thủy nằm bên cạnh dòng sông Như Ý thơ mộng. Và bên cạnh chiếc cầu ngói Thanh Toàn còn có chiếc cái chợ quê của Thanh Toàn mà hai năm festival lễ hội là về một lần. Vậy là dì đã nhắc đến những cái địa điểm nổi tiếng như là chiếc cầu ngói Thanh Toàn này, rồi chợ quê này, rồi sông Như Ý, Đinh Lang, đều là những địa điểm mà khá là nổi tiếng đối với du khách đúng không ạ? Ngoài cái cả cái di tích nổi tiếng đó là nhờ làng Thanh Toàn vẫn còn lưu giữ được cái nét đặc trưng của ngày xưa, và bên cạnh cả cái đền chùa miếu phủ, cả cái lịch sử lâu đời thì còn có cả cái lễ hội mà mang tính chất truyền thống, giống như là lễ hội lập xuân thu tế của làng là tế tâm linh làng, và đặc biệt hơn hết đó là có cái lễ hội tế ba cầu do bà Trưng Thị Đào sáng tập lập nên, người con dòng tộc Trưng Duy đã xây lập nên, cho nên đây là những hình ảnh minh họa. Như con đã thấy vào rằm tháng 8 thì kỳ ba cầu thì có hội đua ghe truyền thống và cái lễ cúng nghinh. Như vậy thì đó là vào những cái vùng mùa lễ hội cũng như festival thì ở đây là rất là đông đúc và thu hút khách du lịch đúng không ạ? Vậy thì vào những cái mùa không có lễ hội thì đến đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức những điều gì ạ? Vào mùa mà không phải là lễ hội thì ở đây thì con có thể đi tham quan cổng ngoại và tham quan nhà trưng bày nông cụ, cũng bên cạnh là cái chợ quê mà con muốn thâm nhập vào cuộc sống của người nông thôn. Và con cũng thể là đến đây mà bằng cái điểm tham quan đó, nếu con có dịp thì hãy đến với Thanh Toàn và tham gia cùng trải nghiệm với người dân, làm thêm là cái trải nghiệm nông nghiệp đã thâm nhập vào đời sống. Và sau đây dì sẽ giới thiệu cho con về đời sống nông nghiệp của người dân quê tôi. Như
xin giới thiệu với con, làng Thanh Toàn là một làng độc cánh cây lúa, một năm chỉ có hai vụ, vụ đông xuân và vụ hè thu. Về vụ đông xuân thì là con nước đang cao và từ từ nó sẽ hạ dần, và người dân tận dụng cơ hội đó để là chặt dần bắt bờ. Cho nên người dân hay có một câu nhắc nhở nhau rằng là có ai thì nảy thương, ruộng ai thì nảy bắt dần cho cao. Và họ đã dùng những vật dụng này để mà đắp bờ cho cao giữ nước lại. Sau đó dùng nóng ngư cụ này là cuộc lên. Hồi xưa thì không có là sức trâu thì ít, cho nên đa số là dùng sức người. Và vậy thì con có thể thấy ở đây là những dụng cụ gắn với nhà nông đúng không? Thì có thể giới thiệu cho con về từng dụng cụ như thế nào và có ý nghĩa thế nào đối với cái đời sống của người dân ạ? Xin giới thiệu thì con kia là một cái thêu, người dân gọi là cái thêu. Họ dùng để sẵn cái đất dưới hỏi lên và đắp sân. Vì ngày xưa là cắt lúa về thì chỉ có là sân bằng đất, chẳng có bê tông hóa giống như chưa. Đó là cái thêu, còn đây là cái phần chặt dương. Như Di đã nói là phải chặt cỏ. Cái bờ người dân địa phương ở quê Di là gọi là cái dương ruộng, là phải chặt cái phần này, chặt cỏ rồi vẹt đất lên cho gọn gàng, sau đó mới làm. Còn đây là một cái thêu này được cải tiến hơn. Còn đây là một cái trang mà gọi trang vải cũng được, là hồi xưa là làm đất lên để lại lưới cho đất nghiền, hoặc là làm vuông lên để mà vài mã ra cái chiếc mã xuống để cày dưới ruộng. Còn đây là cái cuộc ba như gì đã giới thiệu cho con, đang dùng để cuộc răng. Còn đây là cái cuộc tường. Còn đây là một cái cuộc mà cuộc người ta thường là gọi là cuộc năm, cuộc bảy. Cuộc nhỏ răng này vừa từng dùng để cao tót, cao cỏ dập xuống, và cũng có thể là chưa cho đất nhỏ ra. Đấy là phần sức người, còn đấy là xin như chỉ liệu thiều về con, đấy là phần dùng sức trâu. Đây là cái cây, đây là cái bừa và đây là cái trục. Cái cây thì dùng để lực đất lên, và cái cây bao giờ cũng dùng để sức trâu để kéo. Và bên cái cây thì có cái du để móc cái lưng con trâu, cái cổ con trâu. Và ngày xưa người dân cày có câu là cái con trâu đi trước cái cây. Có câu là con trâu đi trước cái cây đi theo sau. Nhưng mà con trâu bao giờ cũng người ta sáng chế ra một cái du, cái gọi là cái du trâu. Cái du trâu này là để móc lên cái cổ con trâu á, và qua quá trình con trâu mà kéo á thì con biết nó cũng vất vả lắm, là bị tay da, và dân làng người ta cũng đủ kinh nghiệm. Họ lại muối sạc lên và lâu ngày cái cổ con trâu bị cháy lên. Người dân quê của dì ngày xưa thì đi làm là làm từ sáng sớm cho đến tối, mịt mù mới về, cho nên bao giờ cũng bởi cơm theo ra đồng để ăn. Và đây là cái mó móc câu để dùng để bởi cơm, và một cái quạt mó và một cái mó câu để dùng nghỉ ngơi lúc buổi trưa. Và đấy là cái áo tơi ngày xưa, người áo đi mưa của người dân quê của dì. Ngày xưa thì không có vải ni lông rồi giống như chứ, cho nên họ bao giờ họ dùng là cái áo mà chăm được chăm bằng lá, và họ dùng để mà khi mà đi mưa, vừa là chống lạnh vừa là chống mưa, và đấy là chiếc nón để đi lâm đồng. Như xin giới thiệu thì con qua quá trình cậy mà xong thì đến khâu là chăm sóc lúa. Đấy là chiếc xe đập nước để mà đạp nước lên ruộng, vì là vùng lúa nước cho nên phải có nước để bảo vệ cho cây lúa phát triển tốt. Đó là cái xe đập nước. Con thấy là cái hình ảnh cái xe đập nước này là thường được thể hiện qua các lễ hội của làng mình. Đây là cũng là một hoạt động rất là tiêu biểu của làng đúng không ạ? Mà đặc biệt hơn thì con biết ngay xưa chưa có điện, cho nên mà mỗi lần mà mưa tiểu mạng, nước tiểu mạng đó hàng năm thì họ huy động toàn dân làng và ra cái xe như thế này, một hàng dài việc cận trống chiếc và cùng nhau đạp nước để là chống ống. Ngày xưa cũng là rất vui. Đây là thấy những cái câu thơ để miêu tả cái hình ảnh xe cả dân làng ra đập nước, và có cả trăm chiếc xe đập nước như vậy luôn đúng không ạ? Kia là xin giới thiệu với con là cái gâu tạt nước, người dân gọi là cái gâu sông. Ngày xưa các bà hay ra tạt nước vì xe đập nước bao giờ cũng hai người, nhưng mà gâu tạt nước chỉ cần một người thôi. Cho nên con đường làng mà trên Huế đi về có mấy anh thanh niên thì nhìn mấy cô tạt nước thì cũng mở lời trêu chọc, đó là ơi cô tạc nước bên đồng, sao cô mặc ảnh trắng vàng đổ đi. Đó là khai câu thơ rất là nổi tiếng ạ, nó gắn liền với cái hình ảnh tạc nước đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta tạc nước để làm phục vụ cho nông nghiệp như thế nào ạ? Là tạc nước phục vụ cho nông nghiệp khi nhỉ? Vụ là chăm sóc cái lúa mà từ khi gieo cấy cho đến khi thu hoạch là phải hơn 3 tháng của đội ngày xưa, và ngày hôm nay cũng là 100 ngày mà kiếm để đến một vụ thu hoạch. Là có hai mục đích, vừa là chăm sóc lúa, vừa là trước một vụ mà làm lại vụ hè thu giữa đông xuân mà thu hoạch xong thì họ quay lại làm hè thu, và bao giờ họ cũng cho nước vô ruộng để mà làm tiếp cho cái vụ sau.
Và qua quá trình chăm sóc thì đến mùa thu hoạch, như con đã thấy đây, đây là vật dụng mà dùng để mà thu hoạch lúa của ngày xưa. Người ta, đây là cái vằng và kia là cái liềm. Và đây là cái phảng này con biết để làm chi không ạ? Chắc phải giữ cho sạch lũ gốc không phải không ạ? Đây là ngày xưa thì là cái gốc tóc tọt cao, cái gốc rạ chị ấy. Cho nên đến cái vụ mà hè thu thì bao giờ người dân cho nước vào và sẽ dùng cái phảng này, phảng tọt cho sạch để cho dễ làm lại cái vụ sau. Lúa mình đã thu hoạch nhiệt rơm, tắt rơm và lúa ra thì phơi, phơi khô khẹn và bỏ ra đằng kia. Như xin giới thiệu con, đây là chiếc xe quạt lúa. Sau khi mà được phơi lúa sạch, phơi lúa khẹn xong rồi á, mới bỏ vô đây qua tắt cái hạt nhẹ dẹp ra và hạt chắc cho được vào đây. Người ta phải bỏ vào bồ đó và cất, cất đi và ăn dần trong cái đời sống hàng ngày của ạ. Nhưng mà ngày xưa không có bằng lúa như bây giờ. Bao giờ muộn bạn thì phải xây ra thành gạo mới đem đi bạn. Cho nên như xin giới thiệu cho con về cái đời sống hàng ngày của người dân quê, quê gì. Xin giới thiệu với con, đây là đời sống hàng ngày của người dân quê gì. Đây là cái sấy quạt, sấy sấy lúa. Và sau khi mà thu hoạch về thì lúa được đưa vào cối sấy và sấy tách hạt trậu ra khỏi hạt gạo và đem bỏ vào cái cối này và giã lên. Giã lên sau đó sẽ là đi nấu cơm để ăn. Hoặc là cũng qua quá trình biến đổi thì người dân cũng là dùng cái cối sấy bằng đá để sấy từ hạt gạo ra để làm bánh. Đó là bánh nằm, bánh cánh cá lóc mà nổi tiếng là. Dạ đúng không? Như vậy thì tất cả những cái hoạt động như vậy chúng ta đều làm bằng thủ công hết đúng không ạ? Bây giờ là có thể thay thế bằng máy móc rồi đúng không ạ gì? Hồi nãy thì thay thế bằng máy móc. Cho ngày xưa mà sấy cho đường hạt gạo mà ra khỏi hạt thóc là rất khó. Phải là có nhiều công đoạn như là đổ lúa vào sấy, xong rồi sấy tẩu cho ra khỏi. Sau đó thì sang. Sang sóng rồi bắt đầu dừng, dừng sóng khi nãy mà sạch lụa sóng rồi bắt đầu mới bỏ vào củi để giả. Và giả thì có hai loại giả con ơi, giả chơi vô và giả bằng chơi tay. Giả chơi vô thì gạo được nhiều trong củi thì giả chơi vô nó máu trắng hơn mà đỡ sức lâu đồng. Vừa nặng nhưng mà vẫn đỡ vì có cái lực của mình dựa trên cái chứng này này mình giả lấy giả xuống. Và bao giờ cũng đã giả hai người. Còn chơi tay thì hẳn có lực hái cái tay này từ dựa lên dựa xuống cho nên là dạ chơi tay hồi xưa thì dạ chơi tay thì sợ lắm. Chị xin giới thiệu với con, đây là những vật dụng hàng ngày của người dân quê như ngày xưa. Đây là cái nồi mười là được làm bằng đồng và dùng cho cả cái lễ hội lớn của làng và kỳ dỗ như chạp hò rồi chẳng hạn. Vì sao là gọi là nồi mười mà không phải nồi chín nồi tám? Cái nồi này là gọi là nồi to nhất rồi đấy. Hay là nồi mười người ăn rồi không ạ? Không phải là mười người ăn đâu mà mười mâm cỗ ngày xưa. Mười mâm cỗ. Đây là cái tô, cái dĩa, cái bát ngày xưa được những làng cung cấp và còn lưu giữ đến cho ngày hôm nay. Đó là những vật dụng thường ngày. Và đây là cái nồi cơm bằng đất. Là nhà nào cũng có, ngày xưa là nhà nào cũng có cái nồi bằng đất này dùng để nấu cơm và có cá. Nên người dân thường nói là cơm bị cá nhưng mà bị con đấy. Còn kia là cái lu dùng để đựng nước và đây là cái vài hai vật này cũng dùng để nước. Còn như con nhìn thấy bên dưới đó là cái vìm để mà dùng thức ăn. Hồi xưa người dân mình là hay dùng ruốc hoặc là dùng muối và cái vìm bằng xanh thì dùng để bới cơm. Đó là những cái vật dụng hàng ngày mà của người dân. Và sau khi họ là nấu cơm xong thì đưa vào bữa cơm và sum họp của gia đình. Sau khi là nấu cơm ở ngoài bếp xong là bao giờ người dân cũng đem vào trong nhà để ăn cơm. Như con đã biết được, người dân của Thanh Toàn là chuyên thăm cánh cái lúa bán năm đi làm ở ngoài đồng. Cả ngày thì từ sáng sớm đến tối mới về. Cho nên bữa cơm gia đình bao giờ cũng là bữa cơm sum họp chính. Và bên mâm cơm là có cái đèn như con thấy. Đây là những vật dụng, cái đèn dầu và dừa, cá dán dừa, dán nhà dừa. Dừa là người dân của miền Trung mình, mà đặc biệt của Thanh Toàn là bao giờ dừa cũng có cái bàn thờ. Và hai bên là một bên là dùng cho đàn ông ngủ và một bên thì dùng cho phụ nữ ngủ. Và đây là cái bình dùng để tiếp khách và dùng cho người lớn tuổi uống nước trà vào buổi sáng.
ru em thẹn cho mùi để mà đi chờ mưa vôi ăn trầu. Nhi ơi, vậy thì câu thơ này có ý nghĩa như thế nào ạ? Cái câu thơ này là muốn nói lên những người mẹ ru con và nhà chị ru em bao giờ cũng mong cho em ngủ cho được lâu, được dài để cho mẹ đi con công việc đồng áng, công việc đi chờ bữa còn lâu mới về, cho nên là câu này nói lên thì toát lên như thế. Và nó cũng được xem là con như cũng nằm trong những lời hát ru cho con luôn đúng không? Và cũng là câu hát ru của ngày xưa. Sau khi nuôi con lớn lên mà đến tuổi định vợ gả chồng thì con đây là cái nghi lễ cưới hỏi của người dân làng quê gì. Trong đám cưới bao giờ cũng có đèn và lồng, hai cái đèn thì dành cho hai đứa trẻ, ngoài ra thì hai cái lồng là con được dùng trong cả cái lễ hội má chay về năm trước cũng tế nữa. Và Nhi cũng xin giới thiệu với con, đây là những cái trang phục mà người dân quê làng hay mặc trong cái buổi cả cái dịp lễ hội. Nhi xin giới thiệu với con, quê của Nhi là hàng năm diễn ra rất nhiều lễ hội và lễ hội bao giờ cũng gắn liền với cả cái trò chơi dân gian như là hội bạch chòi, đua ghe truyền thống và cả cái lễ cúng tế thì con có làng nghề gọi bánh tét, bánh chưng để dùng cho lễ hội. Đây là hội bạch chòi. Thì gồm có là 11 chòi và họ gọi là hai bên là một bên 5 chòi, hai bên 10 chòi và một chòi trung ương. Và bộ bài của người chơi bao giờ cũng là 5 con bài thôi. Về cái bài chòi thì bao giờ cũng gắn liền cả cái câu hò, gắn liền với cả con bài. Như là bài đi chờ thì họ dẫn người ta hò như thế này. Hai bên lặng lặng mà nghe bài đi chờ. Đầu năm có chí nó có thì thôi, chục bóng lại chuối, quả chối con gà thì người ai mà có con gà thì họ khó cười mò, họ khó cóc cóc cóc, có nghĩa là đã là trúng bài. Mùa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp và vụ đóng xuống về hè thu là có một vụ là tháng 7 nước nhảy lên bờ, đó cái vụ mà người dân quê gì đã đi vào đánh bắt cá. Qua cái đời sống hàng ngày, đây là đến mùa nước nổi quê gì là đi đánh bắt cá. Như xin giới thiệu với con, đây là cả cái vật dụng mà được người dân quê gì đánh bắt cá. Đây là cái chập tép, đây là gọi là cái chập bóng, cũng là dùng để bắt cá nhỏ và tép tôm, nhưng mà họ được làm kỹ công phu hơn. Còn kia là cái ói vịt. Vì sao con gọi con hiểu đó là cái ói vịt không ạ? Nó có hình dạng giống con vịt đúng không ạ? Nó thả và hai bên nó có hai cái ống tre để khi mà thả ra dẫn nước nó nổi lên giống con vịt. Và sau đây Nhi là giới thiệu xong cái toàn bộ nhà trưng bày nông cụ và đằng sau hậu trường của nhà trưng bày nông cụ là có một gian dành cho con muốn trải nghiệm thì con cùng với Nhi để ra đây để trải nghiệm như là chấm nón và các cái vật dụng mà đẹp nhà trưng bày nông cụ ở đây đã trưng bày. Xin mời con. Đây là cái phòng mà dành cho khách để trải nghiệm. Đây là phần xe lụa giả gạo. Xin mời con cùng tham gia trải nghiệm là xe lụa giả gạo. Ra đây là những cái hạt gạo mà chúng ta nấu lên và ăn hàng ngày. Như vậy thì để biết được là để ra hạt gạo trắng và ngon như thế này thì người dân đã phải trải qua rất nhiều công đoạn rất là vất vả. Mặc dù ngày nay thì máy móc đã thay thế cái công sức của con người, nhưng qua những cái trải nghiệm hôm nay thì mới hiểu được để làm ra được hạt gạo thì chúng ta phải vất vả như thế nào và cảm thấy thực sự rất là ý nghĩa. Như xin giới thiệu với con, đây là chiếc nón lá mà người đặc trưng của làng nghề truyền thống của quê của gì. Nếu con có muốn thì xin mời con cùng với gì đấy trải nghiệm và gì sẽ hướng dẫn cho con cùng trải nghiệm làm trăm chiếc nón lá. Vậy thì
sau khi trải qua rất là nhiều công đoạn thì đã có một chiếc nón lá hoàn chỉnh như thế này. Tất nhiên đây không phải là chiếc nón lá do Thi làm ra, bởi vì để làm ra một chiếc nón lá hoàn chỉnh như thế này thì phải trải qua rất rất nhiều công đoạn và đòi hỏi sự tỉ mẩn cũng như đòi hỏi sự khéo tay và lành nghề. Và Thi thì chỉ mới có thể thử sức với một cái công đoạn rất là nhỏ trong đó. Và các bạn hãy nhớ rằng nếu chúng ta đến đây thì hãy đừng quên trải nghiệm với công việc làm nón này, tuy nó khó vất vả nhưng cũng để hiểu thêm được về một cái làng nghề nổi tiếng của vùng đất Thanh Toàn. Dì xin cảm ơn con đã đến tham quan nhà trưng bày nông cụ của Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thanh Toàn. Cảm ơn dì hôm nay đã giới thiệu cho con rất cụ thể và chi tiết về nhà trưng bày nông cụ Thanh Toàn cũng như là đời sống của người dân nơi đây. Lại một lần nữa đến với làng Thanh Thủy Chánh vẫn là những cái trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa của con người nơi đây, nhưng lại luôn mang đến những cảm giác mới mẻ. Hy vọng với những trải nghiệm ở nhà trưng bày nông cụ Thanh Toàn hôm nay, các bạn sẽ hiểu thêm về cuộc sống dân dã bình dị của con người và làng quê nơi đây. Các bạn hãy đến đây để trải nghiệm một điểm đến bình yên và thú vị này. Và trước khi về thì nhớ đừng quên mua một món quà lưu niệm để đem về. Xin chào và hẹn gặp lại.